Rồi, hello, xin chào cả nhà nha. Mình đang ở trong một cái khu vườn toàn là cây ăn trái không à. Nhưng mà trái thì ít, lá cây thì nhiều. Ở phía sau là một cái này là không biết là con sông hay là một cái con gạch nhỏ nữa. Mình thấy thích hết trơn, không có đường đi. Mà cái là cũng lớn lắm. Có người ta dẫn lưới rồi nữa. Cái này thì mình nghĩ chắc là mấy con gạch nhỏ thôi chứ không phải là con sông đâu. Hôm nay mẹ mình với dì Chúc chốt rồi nè, đi xuống nhà của bà Hai bán chung á. Nào giờ cũng nó đi xuống mà không có xuống. Hôm nay xuống chơi. Nãy giờ mình đi dạo hết một vòng vườn rồi đó. Và phát hiện rất là nhiều cây ăn trái luôn. Ở đây có một cây dâu nè. Dâu này kêu là dâu tàu. Đây mình kiếm trái sống nè. Trái nó còn sống nó sẽ màu xanh. Khi mà nó chín nó sẽ màu vàng. Và trái nó sẽ dài dài nhọn nhọn như vậy nè. Để mình leo mình hái mấy trái vàng vàng đó. Thử xem. Trái cũng ít chứ không nhiều. Có trên đọt á. Kìa. Trên đọt các bạn thấy bông nó dài đó. Kia có mấy cây măng cục kìa, nhưng mà này không phải mùa của nó, chưa có bông, chưa có trái. Nhìn thấy mấy cây hôm nay là có thể là cái vườn này là lâu năm lắm à. Đây là phía sau nhà của bà Hai nè. Chút đang đi chặt dừa. Bà Hai ở con mình nè, một mình mở làm vườn rồi đi bán nữa. Giỏi ghê không? Măng cục quá trời luôn mà, không có ngay trái, ngay mùa ha. Ngay mùa đã. Để cứng cãi rồi. Cãi luộc cho mới đã. Cãi nó có ra. Rồi có mình mà nuôi gà rồi trồng gà, cây rồi đi bán nè, giỏi dữ mày. Thấy có trái ăn được nè, chú sữa sát bên nhà luôn. Đây nè, chú sữa xoài là có hai trái ăn được rồi đó. Đây là phía trước nhà. Hôm nay phát hiện có cây mít nè, mà không biết có chín không. Ồ cây mít thối kìa, mít này không chịch thuốc, không có bao lại là bị hư hết. Thử chân thuốc trên cao. Trời ơi, cái rễ mít nè nó bự hơn cái cây mít nữa nè, cái rễ mà thế nào thì nó cũng có màu đen hết. Trái là chín nè, mềm nè, bóp mềm mềm rồi nè. Chắc chín rồi đó. Chín là hư không biết nữa. Đây cũng có cái mít đó nè. Mít này chắc mít tố nữ quá. Mà trái cây này nó không sai. Không sai trái. Trái ít. Nên là thường mình thấy cây tố nữ người ta là trái rất là nhiều. Để dẫn các bạn đi một vòng cái vườn nha. Đi khám phá vườn trái cây. Đây có một cây nữa nè. Bên kia là bụi tre. Vườn dừa này chắc cũng lâu năm lắm à. Thấy cao kìa. Ông cỡ dưới ngoại mình. Cao cái chị mà muốn hái là khó.
Mới hôm qua mà thấy còn vui quá, nay giống que hả? Ở đây còn có giỏng nè, mát ghê không? Chưa chưa mà ăn cơm xong ra đây đánh giấc á, mắc gửi treo thịt. Mấy cái xoài bị sâu quá trời. Mới hái được 3 trái dâu nè. Để mình lại giỏng mình khui thử. Giờ cũng vậy à. Mời các bạn thưởng thức trái dâu mới hái. Ăn còn không chua lắm. Còn ngọt chua chua thôi chứ không chua lắm. Ngon đó các bạn. Không chua. Thường thường mấy trái dâu vẹt mà nhìn cái vỏ mỏng hơn cái này á, hoặc trái tròn á, hẹn là chua. Trái như mình vừa ăn là ngọt ngay luôn á, không có gì chua luôn. Trái này nó hơi xanh chút nè, không biết sao cái vỏ nó còn hơi xanh nè. Nãy hai trái kia nó đi vàng nó đều hết rồi, để mình khui thử trái này nè. Nó chua hơn như hai trái kia luôn nha. Còn sống nó chua thiệt, chua mà muốn nhăn mặt luôn á. Khó ba cái muối nó còn nhầy lép nè. Nhà bà Hai có con bé Miêu kìa. Ồ nó nhát. Chạm mất tiêu rồi. Cho các bạn xem cây bưởi lai cây xài nè. Đây là lá bưởi đúng không? Đây là lá xoài. Đó. Hồi nãy thật ra là hai cây nó sát bên cây bưởi nó ngã qua cây xài. Nãy mình nhìn không kỹ mình tưởng nó là chuyện lạ thiệt. Cây bưởi mà nó mọc lên lá xoài. Nè, à, sáng bên nhìn xa xa ra thấy sao kỳ kỳ ngộ ngộ. Đây rõ ràng là lá bưởi nhưng mà đây là lá xài. Hai cây nó chắc sáng bên nè. Tưởng đâu là có chuyện lạ để coi vậy chứ. Nhà đang làm. Giờ tới tôm luộc nè. Ủa sao khoai tây này sao không sắc nhỏ nhỏ sắc gì luôn hả mẹ? Mình sắc cái mấy con dài dài á. Mẹ tính sắc kiểu này chút kêu sắc kiểu đó. Này là bò lúc lắc. Bò lúc nắc. Chiên này nó lâu mà nó không giòn nữa. Tấm luộc nước dừa. Ô có luộc lần hay gì thấy nó đục nước đục vô. Không có. Không nước luộc thật. Tôm hay dễ luôn hả? Chắc vậy á, có ai không hay dĩa? Không, tại dĩa nhỏ nhỏ rồi, tất tại. Có dĩa bự không? Còn ấy nữa. Còn thịt nữa.
vịt nữa. Ăn thịt vịt nữa. Thịt vịt nó vịt chăn bỏ vô. Thịt vịt bên dĩa kia. Quá trời món vậy hả? Nhiều nhóc món luôn. Dĩa nào làm cái gì? Cà kìa, dĩa cà đà bánh á là thịt vịt. Thì mẹ cậu ngủ giếng đi. Trái xoài ba màu. Màu vàng, màu này là kêu là màu cam, màu xanh. Mấy người mà làm bàn quá trời. Mấy người làm bàn à. Làm gì hay chủ nhà nè cả nhà. Rồi xong rồi mời cả nhà lai gai với nhà dì hai nha. Bà hai chưa có ghệ. Bà hai chưa có ghệ. Cả nhà ơi, coi bà hai đẹp gái. À, đó, đẹp lắm. Trời ơi, giới thiệu chào đi, chào cả nhà đi. Chào cả nhà liền. Trời ơi, mất cỡ đỏ mặt luôn. Rồi. 21 tuổi còn nhất, cái chạy đi con mắt cặp. Giữ luôn à. Vậy trời, ta giữ cho ta. Rồi, thôi. Giờ đi bây giờ mình ăn trước. Rồi thôi, cũng ly lên, cũng ly trước. Vô. Sao vậy? Hai, gót, gót, hai. Trời ơi. Nãy giờ thiếu U71, không gót U71. Rồi, nè, cầm rồi, mời cả nhà nha. 1, 2, 3, vô. Nè, tôm, tôm luộc. Ai ăn gì ăn nha. Rồi, ai ăn gì ăn nha. Bữa nay em nói chị đừng buồn em, bữa nay là ưu tiên qua. Đồ ăn. Phải không? Sáng ngon hơn qua, thiệt em nói thật. Còn cuốn này à. Đồ ăn ngon thiệt á. Ngon ngon qua phải không? Em không ăn em dòm là em cũng biết vậy rồi. Vậy là tôi thấy chứ sao buồn. Này, này chú Út giỏi làm 2-3 món luôn à. Đó đó, mình lên chú không đó. Thấy không? Rồi lột ăn. Dạ. Chiên phơi tây rồi xào bò nữa hả? Để em sắc cuốn là thượng cuốn này ăn vậy hả? Em kia em ăn đựng cuốn mới nãy báo cáo rồi. Món mở nhà hàng luôn. Chốt bữa nay làm không là nước bếp không. Anh rủ mấy đứa lại nhà gì ăn bữa nhưng mà lại sự thật là vui. Dạ vui quá. Vui quá vui. Rồi. Lỡ nó làm không mình không có làm miếng nào. Đó hai nói trời ơi mấy nó làm đâu mà tao nó làm. Ăn chấm với cái gì nè? Bơ. Bơ. Nó mình chiên gì mà ăn chấm bơ mới ngon chứ chim ăn kia nó ngán lắm. Mình nhúng bột kia ngán lắm. Thường thường là khoai tây chiên với ăn với bò lốc lắc là chiên gì không à? Chấm với bơ với đường. Vậy là hôm qua ăn đám giỗ, nay là hậu đám giỗ hả? Hôm qua bữa tiên này hậu. Rồi nè, nhanh đi, hai. Rồi, vô. Vô. Dạ, cũng ngon quá. Uống ly này bị dễ chỉnh đó chú Út. Uống lần chút uống ly là dễ chỉnh à. Ly này mày... Để ra tủ lạnh khác. Đã dành cho Út tiên á. Rồi, một, hai, ba, đi luôn, vô. Cô giáo mình á, chị ba không có nha. Rồi. Sao vậy? Nó dính cây đó, tạt qua được. Không sao, không sao. Nứt rồi, nứt rồi. Đó, lấy ra cắm đi. Đây nè, đem đây. Cái này hơi nhỏ nè chị Hai ơi. Rồi, cho có cái lòng nó được. Nè. Rồi, chụp đi. Rồi, gất cái gành. Đâu rồi? Giật cái trái. Đó. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Không sao, nó có cái tùng mới được. Đó. Rồi. Không có nó bị ấy chứ nó đẹp. Thôi thôi, chín quá không được. Chín quá nó hư rồi. Có mấy trái chín hả? Không nhiều. Đó.
không? Từ góc này các bạn có thể đoán được là mình đang làm gì không? Kỹ chút nha. Đó. Lắc qua lắc lại. Đang nằm võng. Nằm võng hưởng cái mát, hưởng thụ. Gà mới đẻ vậy hợp tác quá trời. Ăn xong rồi cái dọn dẹp xong rồi cái giờ chuẩn bị mình về. Rồi xin cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay nha. Xin chào và hẹn lại các bạn vào video ngày mai. Hôm nay mình đi nghỉ mát.